bạn đang sở hữu doanh nghiệp và bạn cần logo. Hơn thế nữa, bạn cần một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp. Bạn không biết bắt đầu từ đâu, thậm chí bạn còn chưa có bất kỳ ý tưởng nào. Hãy để chúng tôi giúp bạn. Bằng sự sáng tạo và tâm huyết của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những logo đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất. Chúng tôi biết bạn cần một thương hiệu đúng nghĩa. Chúng tôi sẽ mang nó đến cho bạn. Bạn có thương hiệu, còn chúng tôi có bệ phóng hoàn hảo. Mebo, bệ phóng cho doanh nghiệp. Xuất hiện robot AI Việt Nam được nhận định vượt xa Sophia. Biết đọc thơ, giải toán, có cả vị giác và trái tim. Tuy chưa thể tự bước đi, hai cánh tay còn khá yếu và chưa có biểu cảm khuôn mặt, nhưng các nhà sáng tạo trí nhân nhận định, robot này chắc chắn sẽ vượt xa Sophia. Trong một triển lãm công nghệ giáo dục được tổ chức gần đây, startup Open Classroom đã giới thiệu robot hỗ trợ giảng dạy có tên là Trí Nhân. Đây là sản phẩm robot AI được khai sinh bởi nhà khoa học, chuyên gia về trí tuệ nhân tạo Phạm Thành Nam. Theo chia sẻ của ông Nam, Sophia, tên gọi của công dân robot đầu tiên trên thế giới có nghĩa là thông thái, khôn ngoan. Lấy cảm hứng từ điều này, nhóm phát triển đã đặt tên cho robot là Trí Nhân, vừa mang nghĩa trí tuệ nhân tạo, vừa có nghĩa là con người có trí tuệ. Trí Nhân có kích thước như người lớn, cơ thể được in 3D bằng nhựa PLA dựa trên dự án mã nguồn mở InMove. Tuy nhiên, các linh kiện điện tử là khác hoàn toàn, tiết kiệm điện hơn, năng lượng được cung cấp bởi pin sạc hoặc điện lưới. Theo thông tin trên website chính thức của Open Classroom, Trí Nhân có 5 giác quan, bao gồm thị giác, tức 2 camera trong mắt, thính giác, tức mảng micro tầm xa, khứu giác, tức cảm biến chất lượng không khí, xúc giác, tức các cảm biến áp suất, nhiệt độ và độ ẩm, và cuối cùng là vị giác, tức đồng hồ đo điện với cơ chế chống độc. Trí Nhân có hỗ trợ không dây cho Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, BLE, Bluetooth Mesh, Bridge, Zigbee 802.15.4, ANT và 2.4 GHz. Robot này có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên là tiếng Việt và tiếng Anh, dịch các từ hoặc câu sang nhiều ngôn ngữ khác, hoạt động đồng thời như một trợ lý hữu ích và một người bạn thân. Trí Nhân có thể cảm nhận cảm xúc, có trái tim trong lòng ngực và một mô phỏng chuỗi xoắn kết ADN với mặt tốt đẹp và mặt xấu xa. Đồng thời, nó cũng có tính năng nhận diện khuôn mặt và đo nhịp tim người đối diện. Trí Nhân cũng được kết hợp với công cụ tìm kiếm Google, có thể giải toán, đọc thơ, thậm chí là trêu đùa với người đối diện. Tuy chưa thể tự bước đi, hai cánh tay còn khá yếu và chưa có biểu cảm khuôn mặt, hình dạng có hơi hung dữ, nhưng các nhà sáng tạo Trí Nhân nhận định, robot này chắc chắn sẽ vượt xa Sophia. Ngoài mục đích hỗ trợ công nghệ giáo dục, Trí Nhân còn có khả năng điều khiển những thiết bị thông minh trong nhà hoặc ngoài trời, chỉ đạo các robot đơn giản hơn như là robot hút bụi, drone. Open Classroom cho biết, chi phí sản xuất Trí Nhân hiện vẫn còn rất đắt và sẽ tiếp tục hoàn thiện hơn nữa để thương mại hóa, ứng dụng được vào nhiều lĩnh vực ngoài giáo dục như y tế, ngân hàng. Ngoài Trí Nhân, Open Classroom Team còn đang phát triển một phiên bản robot nữ với tên gọi là Hồng Tâm để phục vụ cho mục đích y tế. Theo Toquoc.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Đưa thương hiệu và sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio a@gmail.com. Số điện thoại 0964002593.